Cảm ơn các bạn đến với laptop shutterstock.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại kênh của Laptop Shutterstock. Ngày hôm nay tôi sẽ review tiếp tục cho các bạn một cái mẫu laptop với giá thành rất hợp lý, đủ để đáp ứng các cái nhu cầu tối thiểu cho các bạn văn phòng, sinh viên sử dụng, vẫn đảm bảo được một cái ngoại hình rất là bắt mắt, đến từ thương hiệu của Lenovo. Ngay trước mặt các bạn là mẫu laptop Lenovo IdeaPad 3 15IIL05. Lenovo gần đây tạo ra những dòng sản phẩm bắt đầu nghiêng về xu hướng thời trang, tiệm cận với những cái đối tượng trẻ trung hơn, năng động hơn, và rõ ràng là có một cái phân khúc đang đi rất là tốt của Lenovo, đó là phân khúc IdeaPad. Khác với phân khúc ThinkPad thì IdeaPad cho chúng ta cái ngoại hình máy rất là bắt mắt, hiện đại và trẻ trung hơn. Dòng laptop này đang được trang bị cái size là 15.6 inch, to lớn. Thiết kế máy được bao bọc toàn bộ bằng một cái lớp nhựa ABS chịu lực và phủ lên một cái lớp sơn giả kim loại xước, nó rất là đẹp, màu trắng bạc. Góc bên trái máy được nhấn một cái điểm nhấn nhẹ là cái logo của Lenovo. Trong máy nó rất là đơn giản nhưng mà rất là tinh tế. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem. Đây là cái giao diện mà tôi thích review nhất. Chúng ta sẽ đi vào thiết kế màn hình. 15.6 inch. Với viền màn hình được thiết kế gọn lại. Cạnh trên cùng của máy được trang bị webcam. Và đồng thời hãng Lenovo cũng trang bị một cái tính năng là bảo mật camera ở chỗ này, ngay chỗ ngón tay tôi đang gạt đây. Đây là một cái tính năng mà giúp chúng ta khi mà đang sử dụng, lỡ như chúng ta quên đẩy cái laptop lại thì tránh được cái tình trạng là chúng ta bị hack cái webcam, thì xảy ra những cái điều rất là không hay, không ai mong muốn điều đó. Cạnh bản lề của máy, cái trục bản lề đã được thiết kế là bản lề đơn, giúp cho máy có một cái độ vững chắc nhất định khi mà mở máy. Tôi thấy mà rất là chắc chắn, không có bị ọc ẹp chút nào, rất là hay. Về phần mặt phím thì vẫn là phủ lên một cái lớp nhựa ABS chịu lực nhưng mà rất là sang trọng. Các bạn có thể thấy khi mà nhìn kỹ, cái lớp sơn này tạo ra những cái vân xước, thoạt nhìn thì chúng ta sẽ nghĩ đây là kim loại, rất là hay, tạo nên cái sự sang trọng, và cái màu sắc đó làm cho cái máy nó cứng cáp hơn. Với bố cục bàn phím dạng chữ U quen thuộc của Lenovo thì rõ ràng ai đã trải nghiệm dòng laptop của Lenovo thì chúng ta biết rồi. Riêng về phím thì chúng ta gõ rất là sướng, cảm giác phím nhạy, độ nảy tốt. Khi mà chúng ta soạn thảo văn bản tốc độ cao thì cho một cái cảm giác cực kỳ dễ chịu. Phần touchpad đây làm đơn giản, tinh tế và dễ nhấn, đó là cảm nhận của tôi. Bên góc phải thì có trang bị bộ phím số để giúp cho những cái bạn làm trong chuyên ngành kế toán, kiểm kho, nhập liệu thì chúng ta sẽ nhập bằng cái bàn phím này, nó rất là nhanh và hữu dụng. Từ F1 đến F12 là những phím chức năng mà hãng nó tích hợp vào để tinh chỉnh những cái giải trí phương tiện của các bạn. Tôi sẽ mở thử cấu hình để xem máy được trang bị chip gì nha. Thì trước mặt các bạn đây thì chúng ta có thể thấy đó là chip Intel Core i3 series là 1005G1. CPU này thì đủ cho các bạn xử lý những cái tác vụ văn phòng, học hành, giảng dạy online thì rất là chân chu.
với bộ nhớ RAM. Như cấu hình của tôi đang mở thì được trang bị RAM 4GB DDR và còn một khe trống để các bạn nâng cấp. Thì đối với dòng này thì đặc trưng của nó là sẽ là một khe RAM trống và một khe nó là RAM on board tích hợp trên main. Thì các bạn có thể nâng cấp tùy thích. Có nhiều phiên bản tại hệ thống laptop shop của chúng tôi là RAM 4GB, RAM 12GB, vân vân. Chúng ta có thể tùy biến theo nhu cầu nhé. Về ổ cứng thì đang sử dụng ổ cứng SSD 128GB, là cấu hình tối thiểu cơ bản thôi. Thì chúng ta có thể nâng cấp lên tùy biến 256, 512 vân vân như tôi đã nói ban đầu. Thì chúng ta sẽ xem tiếp những cái cạnh kết nối, cổng kết nối bên hông của cạnh máy. Tất nhiên rồi, một cái dòng laptop với giá thành rất là dễ chịu thì cũng trang bị đủ những cái mà chúng ta hay dùng mỗi ngày. Đầu tiên là cổng kết nối nguồn, cổng xuất ra màn hình HDMI và có đến 3 cổng USB chuẩn A để cho chúng ta kết nối các thiết bị ngoại vi rất là thoải mái, và một cái đèn LED báo hoạt động của ổ cứng. Về mặt trước thì máy cũng được trang bị hai cái dãy loa nằm đối xứng hai bên để giúp cho cái hệ thống âm thanh nghe nó dàn trải hơn. Cạnh bên phải của máy thì được trang bị là một cái jack combo headphone micro 3.5 và một cái khe cắm thẻ nhớ SD card. Mặt trước của máy thì làm đơn giản thôi. Khi chúng ta mở màn hình ra ở góc này thì một phần màn hình được âm xuống dưới để tạo cho cái cảm giác máy nó gọn lại khi chúng ta nhìn trực quan đối diện, rất là hay. Tôi sẽ mở cho các bạn xem thử một đoạn video clip. Ở trước mặt chúng ta là một cái đoạn video clip chuẩn là Full HD, thì tôi thấy là mức độ trải nghiệm nó rất là ok. Tấm nền IPS cho chúng ta góc nhìn rộng. Thì tôi không cần nói quá nhiều về cái tấm nền lụa chống chói như thế này nữa rồi, bởi vì nó hoạt động rất tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng, môi trường ánh sáng khác nhau. Nó rất là tốt cho cái đôi mắt của chúng ta, không bị cái hiệu ứng phản bóng gương giống như những dòng laptop mà trang bị màn hình gương. Ở mức giá cơ bản là 11.790.000 cho cái cấu hình tối thiểu này. Ngoài ra còn nhiều cái cấu hình khác, ví dụ như là Core i5 hoặc là có thể là những cấu hình RAM cao hơn, ổ cứng cao hơn. Thì tôi hy vọng các bạn sẽ đến trực tiếp tại shop và lựa chọn cho mình một cái cấu hình nó phù hợp với cái nhu cầu mà các bạn đang mong muốn. Thì lúc đó chúng ta sẽ chọn những cái cấu hình khác. Về cơ bản, laptop được trang bị cái ngoại hình đẹp, những tính năng cơ bản đầy đủ và điều quan trọng nhất là giá thành cực kỳ hợp lý. Ở trong thời điểm này thì chúng ta có thể là dễ dàng sở hữu một chiếc laptop để đồng hành chúng ta trong công việc, học hành, giải trí, vân vân. Còn rất là nhiều mẫu laptop đang có và đang cập nhật tại hệ thống laptop Sách Tay Shop mỗi ngày, và chúng tôi đang cố gắng hết sức để đưa lên những video clip sớm nhất có thể để cho các bạn trải nghiệm, cho các bạn được chiêm ngưỡng những cái laptop bằng hình ảnh chân thật nhất để các bạn có cái sự lựa chọn tinh tế và tối ưu nhất cho mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip kỳ tới và hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những cái điều thú vị trên những dòng laptop mới. Xin chào và hẹn gặp lại.